ngũ phúc chám mai quý vị nhé, mẫu ngũ phúc chám. Toàn bộ được đục chạm rất là sắc nét cũng như là hoàn thiện rất là kỹ rồi. Chúng tôi mới tỉa qua một nước màu rồi. Hôm trước thì bác cũng đã về và xem mộc của bộ sản phẩm này rồi. Thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện lên thì có quay lại video clip làm kỷ niệm cũng như là gửi lại cho bác xem trước khi chúng tôi bàn giao đến gia đình nhé. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 29 tháng 7 năm 2020. Và trước màn ảnh nhỏ quý vị đây thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục hoàn thiện một em siêu phẩm. Đây là chiếc sập ngồi chất liệu gỗ Mita quý vị nha. Chất liệu gỗ Mita và có kích thước là 1m8 x 2m2. Đây là sản phẩm mà chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Quý tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Chiếc sập rất là VIP vì quý vị có thể biết được hiện tại thì gỗ Mita đang rất là hiếm. Tuy nhiên mà nhưng mà để còn kiếm được những cái cây gỗ to để làm những cái dạ sập liền và dày như thế này thì rất là còn hiếm hơn nữa rất là nhiều. Thì bác Quý đã đặt chúng tôi chiếc sập này cũng thời gian khá lâu rồi. Thì hôm nay chúng tôi mới kiếm được đủ gỗ cũng như là hoàn thiện lên là chiếc sập như này. Đây trước mặt quý vị đây hình ảnh tổng thể của bộ sập và ngũ phúc đây. Thì về những chất liệu gỗ khác như là gỗ vụ hoặc là gỗ hương thì rất dễ kiếm gỗ to. Tuy nhiên là gỗ mít mà để kiếm được cây gỗ khổ lớn như này, đặc biệt là gỗ Mita. Và tôi xin nhắc lại đây là 100% là chất liệu gỗ Mita quý vị nhá. Không phải mít Nam Phi hay mít nhập khẩu gì cả. Tôi cam kết là 100% chất liệu gỗ Mita. Và hiện tại chiếc sập này đang có mức giá khoảng rơi vào tầm 100 triệu quý vị nhá. 100 triệu đồng. Và để xem với 100 triệu thì chúng ta sẽ được những gì thì ngay sau đây thì tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho quý vị. Đây là hình ảnh tổng thể này. Thì chính giữa phần dạ trước của chiếc sập đây thì là bác đặt chúng tôi là đục theo mẫu là mẫu ngũ phúc chám mai quý vị nhé. Mẫu ngũ phúc chám. Toàn bộ được đục chạm rất là sắc nét cũng như là hoàn thiện rất là kỹ rồi. Chúng tôi mới tỉa qua một nước màu rồi. Hôm trước thì bác cũng đã về và xem mộc của bộ sản phẩm này rồi. Thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện lên thì có quay lại video clip làm kỷ niệm cũng như là gửi lại cho bác xem trước khi chúng tôi bàn giao đến gia đình nhà khách hàng. Đây, toàn bộ phần là đục chạm, chúng tôi là đục chạm thủ công 100% là đục chạm thủ công bằng tay. Rất là kênh bong sắc nét cũng như là đường nét hoa văn thì vô cùng là tinh tế. Chính giữa chiếc sập này thì là có hình ảnh rơi ngậm chữ thọ cũng như là những trái đào hay là hoa mai và trái đào kết hợp với những cái đường triện mẫu tử này, triện lớn nhỏ này. Bên này là chú rơi đang là cắp lãng hoa, rơi là phúc và mặt tiền của dạ sập này có 5 con rơi là chúng ta gọi là ngũ phúc kim tiền. Đó, phần chân chúng tôi là chân có kích thước là chân 24 nhé. Và gỗ thì rất là đẹp rồi, gỗ rất là đẹp. Toàn bộ phần dạ tiền cũng như dạ ngang là đều dày 10 phân hết quý vị ạ. Đều dày 10 phân hết, nó rất là giá trị. Gỗ mít hiện tại thì rất là hiếm. Nên là kiếm được cây mít to như vậy là rất là hiếm. Đây. Chính giữa đây. Và chiếc sập này thì là chiếc sập tứ diện. Chiếc sập tứ diện có nghĩa là bốn mặt đục chạm như nhau. Đây là phần đốc quý vị này. Đây là phần đốc, đốc ngang của chiếc sập. Phía đằng sau này cũng được đục chạm y như mặt đằng trước luôn, không khác một chút gì. Người ta gọi là sập tứ diện. Đó. Đằng trước cũng như đằng sau rất là dày, dày 10 cm, toàn bộ 4 chân 24. Và phần mặt này là chúng tôi ghép là mặt 4 lá nhé quý vị nhé. Nếu như những gỗ nhập khẩu như là gỗ hương hay gỗ gỗ kia chỉ có 2 lá thôi, tuy nhiên gỗ mít thì là bắt buộc là phải ghép 4 lá thôi. Quý vị có thể biết cây gỗ mít thì không có cây to, nhưng có cây to thì nó cũng vô cùng là thân cây nó khẳng khiu, nó không được thẳng. Đây mặt, đây mặt 4 lá rất là đẹp. Tuy nhiên mặt 4 lá như vậy là cũng khá là giá trị rồi, rất là hiếm rồi. Đây thì quay lại một lần nữa hình ảnh tổng thể của chiếc sập này cho quý vị xem được cái hình, cái dáng tổng thể chiếc sập này. Cái dáng sập chân quỳ giả cá rất là đẹp, dáng sập chân quỳ. Và mọi chi tiết quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám.
theo số điện thoại trên màn hình đây. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 51086. Quý vị có thể truy cập vào website đồgotung8.com để xem thêm những bộ sản phẩm khác chúng tôi. Hiện tại gỗ mít cực kỳ hiếm, nên là quý vị nào mà đặt hàng thì cũng sẽ phải chờ một thời gian khá là lâu để có những chiếc sạp như này mới ra lò được. Ok, xin chào mọi người nhé. Mọi người yêu quý hoặc quan tâm hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thể theo dõi những bộ sản phẩm mới nhất và đặc sắc nhất của chúng tôi. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại trong những video clip khác.